Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: fan phát sốt khi Thanh Duy ra mắt album tiếp theo sau 7 năm. 7 năm từ ngày phát hành album Vol 1, sau khi trở thành Á quân Việt Nam Idol 2008, vừa qua, Thanh Duy đã khiến các fan xôn xao khi tung ra những hình ảnh về album mới mang tên Trái Tim Nhân Mã. Trái Tim Nhân Mã là album quan trọng mang tính bước ngoặt tiếp theo sau sản phẩm đầu tay của Thanh Duy cách đây 7 năm. Do đó, các fan đã bày tỏ sự vui mừng và nóng lòng chờ đợi ngày album đặc biệt này được ra mắt. Đoạn clip nhá hàng những ca khúc trong album Trái Tim Nhân Mã ngay khi được công bố trên trang cá nhân của Thanh Duy đã nhận về nhiều lượt nghe và chia sẻ trên cộng đồng mạng. Album Trái Tim Nhân Mã gồm 8 ca khúc đã được Thanh Duy ấp ủ chuẩn bị trong thời gian khá lâu, gồm những sáng tác của nhạc sĩ Đại Nhân, Thăng Long, Dương Khắc Linh, Hoàng Gapper. Bên cạnh các ca khúc mới thì những bản hit cũ như Ha Ha Ha, Tonight làm nên thương hiệu Thanh Duy cũng được làm mới để đưa vào album. Với album lần này, Thanh Duy mong muốn thể hiện sự đa dạng nhiều màu sắc trong âm nhạc. Khi thử nghiệm nhiều thể loại nhạc, mang phong cách mới lạ, mỗi bài hát sẽ mang đến những câu chuyện và cảm xúc muôn màu khác nhau của một chàng trai cung nhân mã, luôn giàu năng lượng nhưng cũng rất mơ mộng và nhạy cảm. Đó là lý do album lần này của Thanh Duy được đặt tên Trái Tim Nhân Mã. Các fan của Thanh Duy cũng đặc biệt thích thú với những hình ảnh nhá hàng từ album, với concept cung hoàng đạo và bài Tarot. Hình tượng Thanh Duy trong những bức ảnh bìa album mang vẻ đẹp sang trọng lịch lãm hơn hẳn, kết hợp cùng thần thái bí ẩn, thu hút người đối diện. Đây cũng là nỗ lực của Thanh Duy trong việc hợp tác với một ekip chuyên nghiệp nhằm có sự đầu tư và liên tục đổi mới về mặt hình ảnh để không gây nhàm chán cho khán giả. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.